mọi người thấy đấy, từ từ ngày mà mình đi là cách đây cũng phải 10 11 ngày rồi ấy. Mình chưa phải dùng đến cái sạc cắm sạc điện, xin nhờ điện để cắm sạc bao giờ cả. Tại vì mình đi cũng khá là nhiều ấy. Một ngày mình đi cũng phải tầm 200 300 cây nên là pin cũng là cũng đầy, là chính là nhờ thiết bị đấy đấy mọi người. Đây chỗ này đang bị lỏng ra mọi người. Đi đi ăn. Chiếc xe ô tô định kéo chúng tôi cũng đã lại lún tiếp rồi các bạn ạ. Tụi trẻ con nó lại thèm Jollibee mọi người ạ. Thế nên là là phải vào mua Jollibee cho chúng nó. Tình hình là hết điện nên là mình mới tắt cái cầu giao tổng đi. Bây giờ mình bật lên. Đó. Giờ đang là 41% mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ bật cái dynamo lên. 10.8. À, sắp hết rồi đấy mọi người. Đấy. Nó chạy từ ắc quy sang. Đây là cái cục gọi là cục sạc từ dynamo. Nó là DC to DC mọi người. Thì mỗi một cái xe này nó sẽ có một cái máy phát. Khi mà mình đi trên đường ấy thì cái máy phát đấy nó sẽ hoạt động và nó sẽ cung cấp điện vào cái ắc quy. Ắc quy của xe. Thì cái ắc quy của xe mình sẽ nối trực tiếp với cái cục pin của mình đây. Đó, qua một cái thiết bị này. Qua một cái gọi là Renogy này. Khi nào mà pin của xe đầy thì cái phần điện năng mà thừa ra ấy thì nó sẽ chảy trực tiếp vào, nó sẽ chạy trực tiếp vào pin của xe mình. Thành ra là xe mình lúc nào nó sẽ được sạc. Và mọi người thấy đấy, từ ngày mà mình đi là cách đây cũng phải 10 11 ngày rồi ấy. Mình chưa phải dùng đến cái sạc cắm sạc điện, xin nhờ điện để cắm sạc bao giờ cả. Tại vì mình đi cũng khá là nhiều ấy. Một ngày mình đi cũng phải tầm 200 300 cây nên là pin cũng là cũng đầy, là chính là nhờ thiết bị đấy đấy mọi người. Khá là đáng đồng tiền. Xin giới thiệu mọi người, đây là đèo Mimosa. Tên hay nhỉ. Đổ rác mọi người ơi. Sao tủ lạnh hết sạch đồ à? Ừ, cứ bật lên nhá. Chuẩn bị đổ đèo Mimosa mọi người ơi. Chặng đầu tiên hôm nay sẽ là xuống thành phố Bảo Lộc. Đi thôi. Mình đang ở cao tốc Liên Khương Grand. Nhưng mà không hiểu sao Google ông lại chỉ xuống đi đường như nào nhỉ? Đấy. Thôi đi đường này cho nhanh chứ nhỉ, đúng không? Còn 2 tiếng 13 phút thì sẽ tới Bảo Lộc mọi người. 98 cây. Ôi giời ơi, trời mưa đi cao tốc mù mịt không nhìn thấy gì luôn mọi người ơi. Gần đến Bảo Lộc là bắt đầu thấy hơi nóng nóng rồi đấy. Ở đâu đây
vẫn đang ở Đức Trọng mọi người ạ. Đức Trọng, Lâm Đồng. Nhiệt độ bây giờ chắc khoảng độ tầm 6 hay 7 độ rồi đấy. Bắt đầu cảm giác nóng nóng rồi mọi người. Nhà mình đã cách thành phố Bảo Lộc là 69 cây mọi người ạ. Xe ai rửa xe này nội thất ạ? Đây thì bây giờ đi để lắp luôn đi, không keo đâu con nữa. Chờ tí. Nhà mình đi đường ấy thì thấy có cái nhà dân, họ có cái bệ này. Thế là mình vào mình xin đánh vào đây. Ông nó bị tuột mọi người ạ. Mình thì vừa mua cái để dán ống PVC mọi người. Mình dán nó vào này. Đây là cái ống thoát từ toilet ấy. Đây là từ toilet này. Đấy, nó sẽ vào cái này. Cái này nó cũng bị long ra phải xám ạ. Khá là chắc rồi mọi người. Giờ đi lên đây. Ok rồi mọi người ạ. Anh đi ngủ rồi. Đây anh đi ngủ rồi. Thôi thế ok rồi, đi thôi. Xin chào các bạn. Mình đang đổ đèo Bảo Lộc mọi người ạ. Khá là dài đấy. Đường nhỏ có hai có một len à. Đi hết cái đèo này sẽ đến Madagui và đến ngã ba Dầu Dây à, ngã tư Dầu Dây gì đấy. Mà tình hình là có vẻ là mưa đang ngớt, nhiệt độ cũng đang tăng dần rồi à. Đến Madagui rồi anh em ơi. Hay nhỉ, tên hay. Madagui, sao lại gọi là Madagui? Madagui, giống Madagascar. Trạm dừng nghỉ Madagui. Hay là điện tên này. Trạm dừng nghỉ Madagui. Ở chỗ này cũng rất nhiều kỷ niệm ở đây mọi người. Xe mình thì đỗ đây luôn. Đã rất nhiều lần ăn đêm ở đây mọi người. Kiểu 12 giờ bắt xe từ Sài Gòn, 5 giờ sáng đến Nha Trang ấy, là đều là dừng ở đây ăn đêm hết. Giờ kiếm gì ăn mọi người nhá. Tụi trẻ con thì sẽ ăn Jollibee mọi người ạ. Mua Jollibee từ Đà Lạt xuống đất đây. Nào như nào, có vào không? Không, ăn luôn ở đây nên mẹ thải. Ăn đây à? Mẹ thải ghế cho mà. Bao lâu rồi không được ăn đùi gà các con? 10 ngày. 10 ngày không được ăn đùi gà. Ngon không con? Cây. Đấy, đến trạm dừng nghỉ nhưng mà không vào trạm dừng nghỉ mà lại ở ngoài ăn. Người ta không thích đâu. Nắng rồi. Nắng rồi anh chị em mình ơi. Nắng rồi. Tôi nói là hôm nay ở đây mưa suốt ngày mọi người ạ. Nhưng mà không lạnh là được rồi. Mưa gió không lạnh là ok rồi. Ok, mì mọi người ạ. Mì thực phẩm rồi. Đổ dầu anh chị em ơi. Tính ra xe này là đi tầm 12 13 lít 100 cây mọi người ạ. Đi cứ khoảng là tầm 400 cây thì đổ dầu một lần. Xuống đây nóng chảy mỡ luôn mọi người. Thôi gia đình kem cây lại đi tiếp đây ạ. Xin vừa giới thiệu với các bạn, đây là hồ Trị An. Nhưng mà để được cái hồ đến được cái hồ Trị An này thì chúng ta phải đi một tiếng nữa mới đến chỗ camping mọi người ạ. Nhà kem cây đi đến đâu thì mưa đến đấy. Thật là kỳ lạ. Sắp mưa rồi mọi người ơi. Như quái sắp đến rồi. Anh chị em có thấy ở trên là mưa rất to. Nhưng mà ở đây vẫn mưa nhỏ nhỏ. Đó, chúng ta bắt đầu vào đến vùng đang mưa.
to rồi. Mưa to rồi. Ủa mình là vịt hay là gì đấy chú? Gà nướng hả? Bao nhiêu tiền một nửa con hả? Bán nửa con hay bán cả con chú? Chứ là chọn cho em con nào nó mềm mềm, nó không dai nha. Đó, hai con đó. Ngon mà, nói chung là không có dai đâu mà. Gà nướng 160 một con. Con này là chín chưa? Chín chứ. Chín rồi à? Quay không là chín rồi mà. À như kiểu là bỏ cái phao câu đi anh ạ. Sắp đến nơi rồi mọi người ơi. Còn 26 cây nữa mọi người ạ. Bây giờ nó là 4 giờ 22 phút rồi. Đây sắp đến đoạn rẽ đây. Sắp đến đoạn rẽ mọi người ạ. Từ đây thì mình sẽ đi theo ven hồ để vào cái chỗ cắm trại. Chỗ này là vẫn địa phận của tỉnh Đồng Nai mọi người ạ. Và cái hồ mà mình sắp tới nó là hồ Trị An. Hồ siêu rộng. Đi theo chị Google thôi mọi người ơi, hy vọng là đến được điểm cam mọi người ạ. Ôi giời ơi, đặc sản trong Nam mọi người ạ. Vừa nắng vừa mưa, hồ Trị An này nó siêu to, lớn kinh khủng. Nó lớn chắc phải lớn hơn cái hồ Đồng Bô ở ngoài mình. Đường DT762 này. Xin giới thiệu các bạn, đây là hồ Trị An. Còn bên đập hồ thì có rất nhiều quán nước. Ui, mọi người ngồi đây chill thế. Ra bày ghế đây mọi người ngồi uống nước mọi người. Hay nhỉ. 2 cây nữa thôi mọi người ơi. Chết 4 phút mọi người ạ. Sắp đến rồi. Ui giời. Bây giờ đang là 5 giờ 10 mọi người ạ. Ngày chạy xe chiều đến, hy vọng là không mưa cho các con chèo thuyền chèo sắt tím đến nơi rồi mọi người ơi. Cắm trại Mã Đà đường hơi bé mọi người, 300 mét nữa thôi. Rồi, các bạn chó lại dẫn đường. Nơi rồi mọi người ơi. Đây là mình đang ở khu gọi là khu Lễ Tân. Ở đây thì có một vài nhà ở đây cho thuê lều trại. Nhưng mà mình muốn tìm cái chỗ nào mà nó vắng vắng ở ngoài kia. Ở đây có một nhà. Không biết là có cái đường, hình như là mình thấy là có đường ra ngoài đấy. Đi kìa. Đây là khu cắm trại này, cắm lều. Đây mình thấy có đường ra ngoài này. Đấy, có đường ra gì à? Mà không biết có ra được không. Không thấy ai bơi sắp bơi xiếc gì cả. Đẹp phết. Hồ Trị An này to thật. Đấy, xe mình đỗ kia. Bây giờ ra ngoài đường, ra ngoài thôi. Gặp nhân viên, tìm nhân viên đó. Xong hỏi xem sao. Có đánh được ra bãi ngoài này không anh? Đâu em? Xe này có phải đánh được ra ngoài bãi kia không? Được, thoải mái. À thì em có lều trại hết rồi hả? Dạ, em là xe Mobi. Ngủ trên xe luôn. À, ngủ xe luôn à? Dạ, từ Hà Nội chạy vào đấy. À, giờ ta? Dạ. Rồi, hôm nay chọn ngủ ở đây. Rồi, cho anh đăng ký, đã đi rồi, đi ra đó. Dạ, được ạ. Sao em đi tới ngay ngã tư nhà anh, em đi thẳng qua luôn.
Là rẽ trái ra ra được nghe luôn nhỉ? Anh ơi, anh ấy bảo là quay đầu ở đây xong rồi đi thẳng ra kia ngã tư thì rẽ trái. Phải ra đuối nước. Wow. Đi đi anh. Thế làm sao đi được? Ôi, thế thì hết đường rồi. Ờ, không đẹp, tôi ra ngoài đi. A few moments later. Hay là mình xe về nhỉ? Xe nặng quá, em bé lớn rồi. Không, bình thường ba người đẩy vẫn đẩy được. Sao đấy? Dùng vô phải tôm học hay. Hay là thôi chắc đẩy lên quá. Đẩy thôi, không cần xe đâu. Bây giờ mà anh sợ đạp ga nó lại càng lún xuống ấy. Con lấy mình dán lại. Đúng rồi, có ván thì được. Uầy, đội chuyên nghiệp quá. Rồi chỉ được đó, đặt rồi, chỉ được rồi. Rồi chỗ chỗ rồi, chỗ chỗ. Có khi anh đừng ga anh ạ. Một, hai, ba, dứt điểm nha. Một, hai, ba, dứt điểm đi. Giờ thấy phải khoái mà chụp cây đi luôn nha mày. Chiếc xe ô tô định kéo chúng tôi cũng đã lại lún tiếp rồi các bạn ạ. Ôi, đứt dây luôn. Đứt dây anh ơi. Không, tại bình thường anh ấy bảo là vẫn đỗ được ở đây. Nhưng mà mấy hôm nay nó mưa anh ạ. Ngoài mưa đó, nó mềm lắm. Đúng rồi. Chứ còn mà nếu mà không mưa là vẫn đỗ được. Đâu.
Tức là chỗ này phải kéo nhiều rồi hả anh? Thế á? Xe của đây là trên kia không anh? Xe này bên em lên được trên kia. Xe này liệu lên được trên kia. Ôi vậy phải đi 2 xe vào đây cả anh? 3 xe, cả xe cổ nữa là 3. 3 xe vào đây á? À? Của em hết bao nhiêu à? Dạ. 600 anh. Tại xe gần đây á, không xa là lấy nhiều. Ôi trời ơi, nhiều thế ạ? Mới gần đây cái xăng này á. Cái chân xe máy cũng được. Thử thách cắm trại dưới mưa mọi người ạ. Mọi người có đang nghe thấy tiếng mưa phùn nó rội vào thành xe không? Mưa quá đê. Ai chơi Uno không? Có. Cái chơi Uno không cây? Xin chào các bạn, bây giờ đang là 8:25 tối mọi người ạ. Rồi, mình thì đang ở Hồ Trị An và ngoài trời đang mưa. Mưa từ chiều đến giờ, nó cứ mưa kiểu giả dích ấy, không ngớt ấy. Nhà mình thì đang ăn gà nướng mua từ chiều đấy mọi người. Còn đây là hủ tiếu, ở đây là Hoành Thánh à, hay hủ tiếu? Hủ tiếu mà. Hủ tiếu mọi người ạ. Tại vì là ngoài bên ngoài mưa ấy, với cả nhiều côn trùng quá nên là nhà mình phải đóng cái cửa cái chống muỗi này vào này. Sau đó nhà mình làm cái bàn ở đây xong rồi ăn cơm. Nói chung là tối nay nhà mình thì vừa đánh lên cái bãi ở trên rồi, cái bãi lễ tân mà lúc đầu mình vào ấy. Sau đó thì cam ở đây thì cũng có điện nước đầy đủ hết. Xong rồi nếu mà mai mà trời khô ráo chắc là xuống bãi dưới chơi, còn nếu không thì thôi thì đánh về Sài Gòn vậy. Mong trời thì mai mưa để về Sài Gòn cho nhanh. Đấy, tụi nó từ lúc đi chơi đến giờ còn chưa đọc cái văn này ở đây. Đúng rồi con ạ. Con phải nói có chủ ngữ chứ con. Đấy thì thôi bây giờ nhà mình ăn nốt cái bát hủ tiếu này đã nhá. Có gì lát nữa cháu nghĩ trò gì cho Kem và Cây chơi. Kem có chơi Uno không? Yeah! Uno! Thảo đưa anh cái Uno. Kem và Cây thì vừa được phổ cập bài Uno mọi người ạ. Được cô Hà là em gái mình, em gái ruột đấy, phổ cập cho bài Uno giờ nghiện luôn rồi. Tí thì cả nhà sẽ bỏ ra chiến thôi nha. Chiến ơi. Ai rửa bát hộ? Tại sao con không rửa bát để mẹ rửa bát? Mấy ngày đi học con đã phải rửa bát rồi. Ngày nào con phải rửa chứ. Tại đi chơi con không được nghỉ hả? Thì ai nghỉ thì con nghỉ thì mẹ phải rửa bát này. Đấy thấy chưa? À, chơi nào. Nào, chơi nào giờ quên rồi. Hình vòng cơ bê. Ủa? Sao bài này à? Chỉ có 2 màu. Thôi cho cây đánh đầu tiên này. Cây dơ kiểu gì đây? Cây giấu bài đi, có biết dơ không? Uno. 4 và 3 con nhớ đệ ý này. Đây là 69. Đây là 8. Uno. Uno. Không, bảo rồi không được để có chức năng cuối cùng mà. Nhưng mà trẻ con thì chức năng rồi. Không nhớ chức năng cuối cùng. Ba người lớn với ba người khác. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ đang là 10:20 tối mọi người ạ. Nhà mình thì vừa sát phạt lẫn nhau xong. Đi thay đồ đi, xong đi ngủ, đi đánh răng đi. Chơi thêm trận này này. Ở đây mưa quá nên thành ra là cả nhà chui vào trong xe để chơi Uno mọi người ạ.
Bây giờ bây giờ thì cũng đến giờ đi ngủ rồi. Thôi xem tình hình sáng mai như thế nào thì chắc nhà mình sẽ chạy đến Hồ Chí Minh mọi người ạ. Ở Hồ Chí Minh thì ngày xưa mình làm đấy 3 năm mà nên cũng có rất nhiều bạn bè ở đấy. Thì ngày mai mình sẽ chạy về Sài Gòn rồi nghỉ ngơi ở đấy một vài hôm nữa mọi người ạ. Lại nghỉ ngơi tiếp. Hôm nay đã là ngày thứ 12, 13 gì đấy rồi. Chung là đi cũng khá là lâu rồi. Hôm nay ở đây mình thấy khá là mát. Nói chung là mình mở hết cửa ra xong rồi mình đóng cái cửa chống muỗi vây vào ấy thì côn trùng nó không thể vây vào xe được. Thành ra là ngủ không cần điều hòa nữa mọi người ạ. Thực ra ở đây cũng có điện đấy, cũng có thể cắm được điều hòa đấy nhưng mà mình nghĩ là chắc là cũng không cần thiết. Thì thôi đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ là một hành trình cũng khá là dài. Rồi. Ngày mai sẽ là một hành trình cũng khá là dài mọi người ạ. Rồi ngủ ngon nhé, bye bye. Tình hình tụi nó lại bảo nóng mọi người ạ. Thế nên lại phải bật điều hòa cho tụi nó các bạn ạ. May quá ở đây có ổ cắm điện thoải mái. Mở mắt cho cây. Ngủ đi. Xin chào các bạn. Bây giờ cái 10 sáng mọi người ạ. Thấy mẹ con nó gì vẫn đang ngủ. Tối qua ngủ đây khá là mát. Sáng dậy thì khá thanh bình mọi người ạ. Kiểu sáng dậy nghe kiểu chim kêu này, xong rồi thỉnh thoảng xa xa này có thuyền này đi này. Cũng rất là thích mọi người ạ. Trời thì cũng tạnh mưa rồi. Mưa bắt đầu còn nắng rồi. Chắc lát nữa mình sẽ đánh ra cái chỗ mà hôm qua mình bị xa lầy mọi người. Đánh ở đây ăn sáng xong rồi mình đang rửa mặt, tắm rửa. Mới mua cái một cái di động ở Đà Lạt. Bây giờ mình sẽ copy hết dữ liệu vào. Mới hôm nay thẻ thiết là full hết rồi. Rồi sẽ copy vào mọi người nhé. Đấy, chuyên nghiệp của bà con. Ổ cắm kiếp đầy đủ hết nhá. Đây còn đèn này. Còn ghế này. Áo phao à. Bàn. Đầy đủ hết. Sắp luôn. Sắp rồi, treo sắp luôn. Hay. Quá là chuyên nghiệp. Xong rồi thùng xốp để đựng đá luôn. Ui, đống bàn này. Có kinh. Thank you.
Ui, thật là thông minh. Đấy, buộc cho anh đi. Ui, hai người buộc mới buộc được. Giới thiệu với các bạn, đây là view đánh răng Triệu Đô. Sáng sáng thôi mọi người ơi. Nhà mình thì vừa di chuyển ra chỗ Hồ Trị An mọi người ạ. Đây mình quay cho mọi người xem nhá. Chỗ nhà mình ăn sáng đây, khá là chill. Đây mọi người ơi, bắt đầu hôm nay trời nắng rồi. Nắng là vui rồi mọi người ạ. Đó thì mình ngồi ở đây thì mình lấy xe cản ánh nắng cho bọn trẻ con nó ngồi đây cho mát. Đó. Còn đây là cái view. View ăn sáng siêu đẹp. Hôm nay nhà mình vẫn combo huyền thoại mì. Huyền thoại thì hôm nay mới ăn được bữa thứ hai. Ờ thứ hai. Nhưng mà rất ăn nhiều cả mì. Nắng rồi mọi người ơi. Bây giờ nhà mình bây giờ đang là 10:20 mọi người ạ. Bây giờ nhà mình sẽ tiến thẳng về Sài Gòn mọi người ạ. Nói chung là cũng đi cho để cho biết thêm Hồ Trị An nó như nào. Cũng nhận Hồ Trị An này rộng thật. Mình bay flycam lên mà thấy ui dồi ôi, bạt ngàn không như biển đấy mọi người ạ. Bây giờ thì nhà mình đang search xem là cao tốc Dầu Dây từ Hồ Trị An xem là đi cao tốc Dầu Dây có đi được không. Còn nếu mà xa quá thì đi đường bình thường đấy mọi người ạ, cứ đi theo Google vậy. À, tổng thiệt hại ở đây thì sẽ là người lớn thì là 100.000, hai người lớn là 200.000, với cả bọn trẻ con là mỗi đứa 50.000 mọi người ạ. Tổng là 300.000. Rồi bye bye. Nhà mình tiến thẳng về về Sài Gòn đây, về Hồ Chí Minh đây, về thành phố Hồ Chí Minh mọi người ạ. Rất nhiều món ngon đang chờ ở thành phố Hồ Chí Minh.